Như sông Hồng chảy về biển, lịch sử phố Hiến Hưng Yên cũng đã qua nhiều bước biến đổi thăng trầm. Thời đã qua còn ghi dấu đậm nét ở những tài liệu hiện vật được lưu giữ, nhất là ở những di tích lịch sử, bia, ký. Tất cả đã hợp thành một quần thể di tích. Đó chính là quần thể di tích phố Hiến, phong phú, đa dạng, đặc sắc, thể hiện trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo bao đời của người dân Hưng Yên. Trên một mặt bằng địa lý tự nhiên không mấy rộng rãi, dài khoảng 5 km dọc theo đê tảng ngạn sông Hồng, mà đã quần tụ tới hơn 60 di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc. Tại các trung tâm lưu giữ tư liệu trong và ngoài nước, còn nhiều tư liệu quý về lịch sử phố Hiến. Và ở đâu đó trong lòng đất phố Hiến đang tiềm ẩn những hiện vật quý giá mà chúng ta chưa có điều kiện thời gian khai quật, khảo sát, nghiên cứu. Nhận thức được quần thể di tích phố Hiến có một thế mạnh trong công tác phát triển du lịch văn hóa của tỉnh. Từ sau tái lập đến nay, nhờ sự quan tâm của Bộ Văn hóa Thông tin, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã và đang tổ chức trùng tu tôn tạo hàng loạt các công trình văn hóa trong quần thể di tích phố Hiến, trả lại diện mạo, tạo thành những điểm du lịch hấp dẫn. Hàng năm có tới trên 100 đoàn khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế từ Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Cuba, Pháp, Nhật, với hàng ngàn khách du lịch trong nước đến tham quan quần thể di tích phố Hiến. Đặc biệt, thu hút sự quan tâm của du khách là khu di tích Văn Miếu Xích Đằng với không gian thoáng đạt, khá thích hợp cho những cuộc nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần. 9 tấm bia đá trong Văn Miếu ghi danh các nhà khoa bảng, chứng minh truyền thống hiếu học với những bảng nhãn trạng nguyên của đất Hưng Yên xưa. Tại Văn Miếu, những năm gần đây đã diễn ra các hoạt động mang đậm sắc thái văn hóa địa phương, dân tộc. Văn Miếu Xích Đằng đã trở thành một biểu tượng của nền văn hóa văn hiến của tỉnh Hưng Yên. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng và thưởng thức những nét văn hóa độc đáo của người dân Phúc Kiến Trung Quốc, xin mời đến thăm đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng Hội với những kiến trúc hoành tráng đồ sộ, khẳng định quá trình buôn bán thịnh vượng phát đạt của người dân Trung Quốc khi di cư sang phố Hiến. Còn đền Mẫu thuộc phường Quang Trung được coi là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của phố Hiến, nơi có hồ Bán Nguyệt với phong cảnh hữu tình, mặt nước trong xanh phẳng lặng, bốn bề cây xanh râm mát, một bên là phố Nguyệt Hồ, một bên là đê Đại Hà, không gian thoáng đãng là nguồn thi hứng cho nhiều thao nhân mặc khách. Đền Mẫu cũng nổi tiếng bởi có cây xanh si cổ thụ ngót 800 năm ở phía trước cửa đền. Ba thân cây quấn lấy nhau như hòa và làm một, cành lá xung xuê che phủ cho toàn bộ ngôi đền, tạo ra cảnh trí thâm nghiêm, huyền bí, kích thích tính tò mò của du khách. Đền Mẫu thực sự là một tác phẩm kiến trúc thuần Việt, một di tích lịch sử văn hóa vừa uy nghi, vừa cổ kính, lại vừa gần gũi với dân gian. Tam quan đền được kiến trúc theo kiểu trồng xiêm hai tầng, các đao vượt uốn cong mềm mại. Tới đây, du khách còn được thưởng thức những kiểu chạm khắc tinh hoa của các nhà điêu khắc xưa thông qua các cổ vật như hoành phi, câu đối, các đồ binh khí kiểu bát cống, long đình, vân vân. Về thăm lại phố Hiến xưa, qua di tích đình chùa Hiến, được xây dựng giữa khung cảnh thiên nhiên thoáng đạt. Trước mặt là cửa sông mênh mông, đêm ngày ầm ĩ sóng vỗ,
xung quanh là làng mạc phố phường sầm uất. Trước cửa chùa Hiến có cây nhãn tiến nổi tiếng lâu đời. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn được hái dâng Đức Phật, cúng thần hoàng và để quan lại địa phương mang tiến vua chúa nên gọi là nhãn tiến. Trước sân chùa có hai tấm bia. Đây là những tấm bia cổ nhất, lưu giữ nhiều tư liệu lịch sử, nói lên quá trình tụ cư của thương cảng phố Hiến. Từ chùa Hiến ngược theo đường bãi sậy khoảng 2.000 mét, du khách sẽ được thưởng thức nét đặc sắc của chùa chuông, hay còn gọi là Kim Trung Tự, được mệnh danh là phố Hiến nổi tiếng xanh lam. Cái đẹp của quần thể kiến trúc chùa chuông chính là ở bố cục, một bố cục cân đối nhịp nhàng. Trong chùa có hệ thống tượng Phật phong phú như bộ Tam Thế, Di Đà Tam Tôn, tượng Cửu Long, nổi bật là 8 tượng Kim Cương, 18 vị La Hán, 4 tượng Bồ Tát. Tượng được tạo tác rất công phu, trong tư thế ngồi thoải mái, nét mặt thể hiện tâm trạng vui buồn, căm giận hoặc thoái tục sinh động. Chùa có phủ điêu thập điện Diêm Vương, tả cảnh Diêm Vương trừng phạt kẻ ác. Hai động Phật bằng đất mô tả quá trình tu hành đắc đạo của Đức Phật. Đến thăm phố Hiến, mọi người đều mong muốn tìm hiểu về quá khứ hào hùng sôi động của một đô thị cổ xưa đã từng lắng đọng trong câu ca "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến". Và chỉ có thông qua quần thể di tích phố Hiến, quá khứ mới hiện lên rõ nét nhất. Ở đây, chúng ta tìm được trong các kiến trúc tôn giáo một không gian hài hòa, tuyệt đẹp giữa cảnh trí thiên nhiên và hình khối kiến trúc cùng các mảng chạm khắc tinh xảo. Vì mỗi một ngôi đình, đền, chùa ở đây đều là một bảo tàng mỹ thuật sống động, nơi lưu giữ nhiều cổ vật quý, mà mỗi cổ vật đó lại là một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh trên các công trình kiến trúc tôn tạo, ẩn chứa sự gửi gắm tâm tư, tình cảm của người nghệ sĩ dân gian đầy tài năng và sáng tạo. Họ sáng tạo theo nguyên tắc tự làm lấy, cùng với sự thành tính, thôi thúc của tâm linh để làm nên nhiều tác phẩm hoàn chỉnh cho đạo và cho đời. Mà dường như rất ít vương vấn nhu cầu vật chất bình thường. Chính bằng con đường hình thành sáng tạo như vậy mà ngày nay kiến trúc tôn giáo của phố Hiến đã trở thành bộ phận quan trọng góp phần làm phong phú di sản văn hóa của dân tộc. Qua 3 thế kỷ, trải qua biết bao biến cố của thiên nhiên và xã hội, phố Hiến nay đã dần được phục hồi trở lại diện mạo của nó. Lòng đất của phố Hiến vẫn còn tiềm ẩn nhiều di sản quý báu. Hồ Bán Nguyệt vẫn trong xanh, gợi nhớ lại dòng sông và bến cảng xưa. Đông đô Quảng Hội
đền Thiên Hậu vẫn tồn tại, gợi nhớ một quá khứ phồn vinh và hữu nghị. Chùa chuông vang vọng tiếng chuông ngân, thức tỉnh mọi người nhớ về quá khứ. Văn miếu vẫn hiện diện biểu tượng trí tuệ cho nền học vấn của Hưng Yên. Với những giá trị quý giá còn lưu giữ được về một đô thị cổ phố hiến nổi danh, thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến, vẫn là điểm hẹn của khách du lịch gần xa.